có được tiền đâu. Tươi một tí cho người ta. Thế thì giá bao nhiêu thì em bán cho mua hết, em mua thế nào? Đấy, được đi bán ốc 10.000 thì là được 9, 8 ạ. Là con này con nào ăn ạ? Cho cứ 1 cân như 12.000. Đấy, có 10. Thank you.
31. Chị biết bao nhiêu tiền?
ở đây có gì nữa. Thank you.
Cái xoài bỏ ba rành đi. Thank you.
Anh biết chứ, anh quay mẹ đâu ngày này chứ. Ngàn. Ba đứa. Con hỏi chị hỏi chúng tao rồi.
ngọt hay là ngon đấy vậy? Vẫn chưa biết bao nhiêu. Mấy cái này đi nhặt này. Con quay đi, bà đi. Nó ở đâu em không biết nữa.
được gì nhỉ? Bán cái gì nhỉ? Măng ớt. Măng ớt được. Bà bán măng ớt mua 2.000 một chai, một lọ đấy. Ở trên mua miễn một lọ về mà.
Thank you.
ra từ bao giờ không? Cái lồng như lại sống ra từ lúc nào không biết. Mày đi thôi chứ còn suốt ngày sổng lòng như thế này làm sao mà ấy được. Quay quá. Đi đi không lui nữa. Đi mà tìm ăn. Vậy đi đi.
Các. Thank you.
Thank you.
Cho bài hết cho bán
bán quả này nó cũng không quay được đấy. Có quả nào đâu mà nó bán được. Đó thứ ba. Cho mấy bà kia đâu đắt quá. Đắt quá thôi, mấy cái bà kia đắt một nửa đây, chắc được vài quả con nhà bà cứ muốn 4.000 bà mà không đúng. Thank you.